Hiện tại mình đã đi đến chùa nổi tiếng ở bên Nhật mọi người nhá. Cái chỗ này gọi là chỗ Nanzo-in, là một tượng nằm, tượng Phật rất là to. Mà ở Fukuoka thì nó cũng là nổi tiếng. Thì hôm nay mình sẽ dẫn bà ngoại đi lên xem mọi người nhá, lên thăm, lên chùa. Bên này là có thác nước. Và các bạn mà sống ở Fukuoka ấy, thì không thể là mà không biết được cái chùa nhìn chùa này được, tại vì chỗ này rất là nổi tiếng. Khi mà đến Tết ấy mà người đi rất là đông, kể cả là Tết Dương nhá, người Việt mình đi cũng khá đông. Ở đây người ta ghi là không được mặc quần áo ngắn này. Nếu mặc quần áo ngắn ở trên này ấy, thì người ta sẽ không cho vào, và người ta sẽ cho một cái vải để mình bea cái chỗ quần ngắn ấy vào. Khi mà chỗ ngã ba này thì bên trái này thì sẽ có một ông tượng rất là to. Bên mình sẽ đưa bà ngoại đến chụp ảnh nhé. Còn trên này lối trên này là chỗ đi tới chỗ tượng nằm này. Còn bên này là lối đi tới chỗ mà một ông tượng rất là to. Vì cái chỗ này mình đi cũng khá là nhiều lần rồi, cũng vài ba bốn lần rồi ấy. Trên này mát lạnh luôn. Bên này thì có những cái thác nước chảy dốc lách. Bên này có cái cầu đỏ, thác nước. Ok, bên mình sẽ chụp ảnh cho bà ngoại ở chỗ này nha. Con cá chẳng biết cá chép này, cá chấm này. Con này dài 8-90 phân. Trên này là có một ông tượng nhá. Trên này có một ông tượng rất là to luôn. Rất là đẹp ông tượng. Còn bên này là một cái thác nước. Bên kia cũng có mấy con cá đang bơi lội. Ok, mình đã chụp cho bà ngoại ở cái tượng này nhá. Ở chỗ này thì có rất là nhiều những cái ngôi tượng nhỏ, những điêu khắc rất đẹp. Đây, mình sẽ lên trên này nhá. Trong chỗ này cái khung cảnh rất là mát và yên bình thật sự luôn, vừa được nghe tiếng nước chảy, vừa có tượng Phật. Mọi người đây vái này, vái Phật này. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển đến chỗ tượng nằm nhé, tượng Phật nằm to nhé. Mọi người xem này, rùa này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 1, 2, 3. 13 con rùa, 14 con. Khi đi qua cái chỗ đường hầm này thì chúng mình sẽ tới cái tượng nằm. Ngày xưa ở chỗ này thì cũng có một chỗ tẩy mà thắp hương thôi. Bây giờ thì người ta đã xây lại rồi. Thì cái chỗ này nó nằm ở tỉnh Fukuoka mọi người nhá. Cách Hakata tầm hơn chục cây thôi. Có tàu đến tận đây luôn nhá. Nếu mà mọi người có xe riêng thì nó tiện hơn. Nhưng mà không có xe riêng thì đi tàu vẫn tới tận đây được, tới tận cổng luôn. Ở trên này thì họ ghi là cấm quay phim chụp ảnh, nhưng mà mình chụp cho mình xem. Đấy. Mọi người nhá. Đây, thì hiện tại mình đã lên được trên đỉnh tháp mọi người nha.
hồi năm mà ở đỉnh chùa. Hiện tại thì mình đã lên được đỉnh chùa. Đây mọi người thấy này, tượng nằm nhá, rất là to. Quanh đây thì cũng có rất là nhiều người đi chụp ảnh. Mà hôm nay là ngày thứ tư nhá, ngày thứ tư, ngày giữa tuần mà đông như thế này. Ví dụ như là ngày cuối tuần hoặc là những ngày Tết dịp lễ thì không biết là đông như, không biết là đông như thế nào. Đây thì mình sẽ chụp ảnh cho bà ngoại ở giữa chỗ này nhá. Chỗ này thì nhìn xuống thì rất là cao. Bên kia hình như là có một cái đèn gì họ đang xây kìa. Khi mà lên chùa này thì mọi người sẽ cầm một tờ tiền. Đấy, tờ 10 yên hoặc 5 yên cũng được. Thì mọi người hãy để tờ 5 yên, nhưng mình không có 5 yên thì mình sẽ lấy tờ 10 yên này nhá. Thì mình sẽ đặt vào chân ung tượng này. Đấy, và làm sao để mà tờ tiền nó không bị rơi. Đấy, mình đặt lên chỗ này, đặt nó không rơi được. Đấy. Khi mà mọi người lên đây nhá, mọi người để tiền vào trong chỗ những cái mà hoa văn này đấy mà không rơi được ý. Hoặc là mọi người sẽ để ở dưới này. Đây là toàn cảnh ông tượng nằm nổi tiếng ở Fukuoka. Ok, hiện tại mình đã đi tham quan xong ngôi chùa này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái chỗ mà nổi tiếng thứ hai ở cái Fukuoka này, đó chính là Umi no Nakamichi nhá. Thì trước đấy là có một cái công viên ở gần bờ biển nên là rất chi là nhiều các loại hoa đẹp. Đây mình sẽ di chuyển ra đây và quay cho mọi người xem nhá. Thì từ chỗ mình ra đấy thì từ chỗ ngôi chùa này ra đấy thì mất tầm 15 đến 20 cây mọi người ạ. Ok, bên mình đã di chuyển đấy và sẽ quay cho mọi người xem sau nhá. Ok,